Anh mới mua vali hả? Mật mã là gì? Bất chấp sự thật cay đắng, cô vợ đáng thương vẫn cương quyết níu giữ thứ hạnh phúc đang dần xa tầm giới. Chồng tôi và vợ anh đang ngoại tình. Anh làm chồng kiểu gì mà vợ mình ngoại tình không biết hả? Anh giữ vợ anh, tôi giữ chồng tôi. Tôi với anh cam kết đi, không có vào được đâu má. Con tôi đã sắp chết mà cô vẫn có thể bình tĩnh được hay sao? Cô có yêu nó không? Hay cô chỉ coi nó là cái máy rút tiền của cô thôi? Tội nghiệp đích đến nào cho cuộc hành trình ấy khi chọn lựa ban đầu vốn đã rất là sai lầm, lại đơn độc. Trung nữa, cứ mỗi lần đi công tác là Quốc Thiên lại mang nó theo cùng. Thư ký nhà người ta việc trong việc ngoài phải lo, trong khi cô có mỗi một việc là sanh con thôi. Vậy mà cũng là không nổi. Và vô cùng sâu lắng với những diễn biến tiếp theo của series phim Việt Nam Sống Để Yêu Thương, 21:30 thứ 2 thứ 3 trên truyền hình Vĩnh Long 1.